Vios 2016, bản E số sàn, một đời chủ mua mới, bản đủ nha cô chú chị, vừa mới xuất hiện tại công ty ô tô Duy Tâm. Màu bạc nha cô chú chị, màu bạc số sàn 2016, động cơ là 1.5 máy xăng ha, 5 chỗ ngồi nha quý vị. Có một số anh chị em không có rành về xe nên Tâm đọc hết những cái gì mà liên quan tới xe luôn. Thì mình thừa biết là Vios là nó 5 chỗ ngồi và máy xăng là 1.5. Mà có số anh chị em nói là động cơ gì, số gì, mấy chỗ ngồi, nói luôn thì Tâm nói đây cũng không mắc gì thời gian bao nhiêu ha. Nói luôn, vỏ lốp còn ngon, chất xe rất là đẹp và không lỗi lầm nha. Nước sơn rin còn nhiều nha quý vị, một đời chủ mua mới. Xe này là biển số 71 Bến Tre ha, 71 Bến Tre. Xe này được dán phim cách nhiệt, có vậy thôi, không có đồ chơi, đồ chiếc gì hết. Và một bộ ghế da. Nếu như cô chú anh chị mua về muốn lên màn hình thì Tâm lãnh màn hình xe này là hết mấy triệu nữa ha, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu tùy theo loại nha. Đó, full luôn. Thì đây là con xe Vios bản E số sàn đời 2016, động cơ là 1.5, một đời chủ mua mới. Chất xe rất là cứng và chạy được 80.000 nha quý vị. Tâm bán 345 triệu, nếu cô chú anh chị có nhã ý và nhu cầu thì hãy alo cho Tâm ha. Bằng hai số điện thoại trên là 0917215512 và 0974835522. Hai số điện thoại chính của bên ô tô Duy Tâm. Đó. Xe này thì bản đủ nó gồm có 4 thắng đĩa ABS, gương gập điện và tích hợp xi nhan. Đó, bản đủ nha. Cô chú anh chị lưu ý nha. Mình nhìn mấy công tắc mình cũng có thể đánh giá được phần nào chất lượng của sản phẩm ha. Đây. Khá là mới luôn. Gương gập điện nè. Tích hợp xi nhan nè. Ốc tán bản lời nè, rất là ưng ý luôn. Công tắc công đầu nè. Đẹp quá quý vị ơi. Vô lăng nè. Đó, nhìn vô lăng mình cũng biết ha. 80.000 là có cơ sở nha quý vị. Vô lăng là chưa có dấu hiệu mòn sờn gì bao nhiêu hết ha. Rất là đẹp nha quý vị. Vô lăng rất là đẹp. Củ số cũng khá là đẹp luôn. Trần là trần nỉ nguyên rin ha. Táp lô, táp bi gì là rin hết, đẹp hết nha. Bản lời nè. Sản xuất năm 2016 nha quý vị. Xe này là gốc và biển số là 71 Bến Tre ha. Ở thành phố nha. Thành phố Bến Tre. Bản lời mới 7 màu luôn, mới tinh. Ốc tán nè, thấy mê không? Đây là con xe đẹp ha. Con chú anh chị yên tâm khi mà chọn lựa sản phẩm này nha. Xe đẹp. Công tắc công đồ, táp lô, táp bi rất là mới luôn. Ngày mai Tâm sẽ cho nhân viên trà rửa vệ sinh nội thất. Nội thất này thì chưa vừa ý ha. Nó hơi bẩn thôi chứ không gì hết. Ốc tán bản lời nè, thấy mê. Mới toanh nè quý vị ơi, rất là mới luôn. Ưng ý nha. Xe này có cảm giác chìa khóa còn đủ 3 cái luôn ha. Được có cái là một đời chủ mua mới nha. Một đời chủ mua mới, sản xuất năm 2016. Động cơ là 1.5 máy xăng. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này thì rất là tiết kiệm luôn ha. Nó lanh quanh khoảng 5 lít. Vios thì nó đỡ tốn xăng lắm và nó ít có hư hỏng vặt. Nó là nồi đồng cõi đá mà. Nên rất là được sự ưa chuộng và tín nhiệm của người dân Việt Nam ha. Hầu như gia đình hay là đem ra làm dịch vụ gì người ta cũng chọn Vios là nhiều. Bởi vì nó có một cái tính chất là bền bỉ. Và nó cũng đẹp và đi ngon. Keo chỉ là tầm bao riêng hết nha cô chú anh chị. Thùng bọng đẹp. Bánh xe cua dự phòng đẹp. Đồ nghề đồ vết là đầy đủ ha. Đây lót sàn lót xiết là đầy đủ nè. Vỏ lốp cũng còn ngon. Gầm bao đẹp luôn nha cô chú chị. Cái gầm mới lắm. Hầu như là màu mè luôn. Cái gầm rất là màu mè luôn. Còn 7 màu luôn nè. Trắng bóc rồi. Không có một vết xét đâu luôn. Xe mà nó ở đất thành phố thì nó đẹp nha quý vị. Khá là đẹp luôn ha, rất là đẹp và chất lượng luôn.
bên Tâm bán cho nhà mình với mức giá là 345 triệu nha cô chú anh chị. 345 triệu bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ ha. Dòng rất đẹp nha quý vị. 2016 nha. Cái máy nó nổ im thì thầm mùa xuân luôn ha, 4 thắng đĩa. 4 thắng đĩa ABS nha. Xe rất là mới luôn. Quay sơ vậy thôi, với lại cái lời tả của Tâm nữa là nắm bắt được cái chất lượng sản phẩm rồi nha cô chú anh chị. Cái này thì chỉ cần vệ sinh sơ cái nội thất nữa cái là tuyệt vời ha. Rất là tuyệt vời luôn, mới tin nè. 345 nha. 2016. Tiền nào của đó cô chú anh chị, mua cái xe quá tệ về đi cũng giống ai đâu. Xe này thì quá đẹp rồi. Miễn bàn, khỏi phải chê. Chất xe đẹp lung linh. Biển số 71 Bến Tre nha cô chú chị. Rất là đẹp luôn ạ. Cửa nẻo nè. Đẹp lắm. Đẹp tinh tế, chuẩn luôn. Nét luôn. Giá thành là 345 ha, hỗ trợ rút hồ sơ nha. Hiện giờ là xe này hồ sơ gốc ở tỉnh Bến Tre nha cô chú chị. Rút về bất cứ tỉnh thành nào cũng đơn giản và dễ dàng hết ha. Bên Tâm bao rút. Về mình sang tên xe này lanh quanh khoảng 5 triệu đồng ha. Đó, chất xe thì bao đẹp nha. Từ đầu tới đuôi không lỗi ha. Nước sơn rin còn nhiều. Gầm bệ là mới, đẹp, 7 màu. Nội thất bọc da. Có điều là hơi dơ chút xíu thôi. Cái phần dơ thì mình xử lý được. Chỉ sợ lỗi thôi, chứ còn dơ là không thành vấn đề. Ngày mai Tâm sẽ cho anh em giặt giũ cái là mới tinh. Chất xe thì khá là đẹp luôn. Chuẩn nè, chất xe rất là chuẩn đẹp ha. Cô chú anh chị bà con cũng có thể thấy nha, con xe đẹp, giá trị hợp lý, vừa túi tiền. Nhưng mà chất lượng thì không có quá tệ ha. Chất lượng thì tuyệt vời chứ. Một con xe tốt mà. Rin hết từ đầu tới đuôi nha. Thậm chí là cabo cũng chưa ra, cửa nẻo chưa tháo. Máy móc thì in thì thầm xuân, sản xuất năm 2016 nữa chị. Đất bò nó thì là chưa có hồi động đậy một cái máy nữa. Còn thánh sơn kỹ thuật hết nữa đó. 345 triệu. Ốc tán này. Thấy mê luôn. Rất là mê luôn chị. Mê thiệt. Mới tin nè, keo chỉ, keo bọng nè, riêng hết. Riêng hết ha, bên Tâm bán bao riêng nha. Không lỗi lầm ha. Thắng ABS 4 bánh nha. Máy móc mà chưa đụng con nào ha. Đây, thắng ABS 4 bánh. Đó, ngay cái chỗ Tâm rồi đó. Có 4 cái dây ra. Mới tin, máy móc thì thôi. Im ru. Nguyễn bàn, màu nhớt rất là mới nha. Thì chứng minh được cái máy này ở trong nó còn mới lắm nha quý vị. Màu nhớt còn vàng ươm mà. Khỏi phải lo về mặt chất lượng ha. Mọi thứ luôn, từ máy móc rồi đồ đàn, chất lượng là xe này không lỗi lầm. Nó đẹp đến mức độ tuyệt đối luôn. Công nhận cho nhà mình một con xe hoàn hảo ha. Thì nhà mình đến ngay ô tô Duy Tâm theo địa chỉ là Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hoặc là đi bằng Google Maps là đại lý ô tô Duy Tâm, là sẽ đến nghe công ty ô tô Duy Tâm nha. Tất cả những sản phẩm hiện có ở đây là đã được kiểm tra cẩn thận và tả đúng theo chất lượng hiện tại, chứ không có phải là che giấu gì hết nha. Nên cô chú chị yên tâm. Có thể mình ngồi tại nhà đặt cọc online thì bên Tâm sẽ đưa xe xuống tới nhà cho nhà mình để kiểm tra kiểm chứng luôn. Nếu mà ok thì chốt, không ok thì Tâm đánh xe về, không có thành vấn đề. Cái quan trọng nhất là nhà mình phải có nhã ý mua xe thì nó sẽ dễ giao dịch nha. Chứ còn mà đùa giỡn thì nó cũng tội cho bên người bán, tội cho bên người mua, rất là cực. Nên nếu mà ai có thiện chí thật sự thì cứ alo cho Tâm 0917 215 512 và 0974 835 522. Thì Tâm sẽ trao đổi trực tiếp rồi mình bàn cụ thể luôn. Muốn nhận xe như thế nào, hình thức ra làm sao và mua như thế nào thì Tâm sẽ trao đổi với nhà mình luôn. Vừa ý thì alo cho Tâm để Tâm có được những cái sản phẩm tốt và vừa ý để đưa đến tay khách hàng tiêu dùng.
đó, là một sự lựa chọn đúng đắn thì hãy gọi ngay cho ô tô Duy Tâm để coi bên em phục vụ và cái cách xử lý tình huống và phục vụ sản phẩm cho bà con tiêu dùng như thế nào. Nếu cảm thấy vừa ý thì ủng hộ nha, còn chưa cảm thấy vừa ý thì cứ suy nghĩ, nào mà ok thì alo cho Tâm để Tâm đưa đến những sản phẩm tốt cho gia đình của mình sử dụng. Hiện nay Tâm còn rất là nhiều sản phẩm có tại công ty ô tô Duy Tâm, bà con mà quan tâm thì hãy liên hệ Tâm ha. Tâm chào bà con và hẹn gặp lại bà con. Vios 2016 bản E số sàn đó, một đời chủ mua mới 345 triệu. Cô chú anh chị hãy quan tâm sản phẩm này thì hãy gọi cho Tâm ha. Tâm chào bà con và hẹn gặp lại bà con.